Khi đến phà của đảo Châu San thì gia đình cháu sẽ bắt xe để về khách sạn. Thì gia đình cháu lựa chọn là gọi xe Didi, tức là một loại hình thức giống như Grab để về khách sạn. Và từ bến phà để về khách sạn thì khoảng tầm 15 đến 20 phút. Là chiếc cầu treo màu trắng và khi nhìn thấy chiếc cầu này thì là chúng ta sắp sửa đi đến vào thành phố. Chusan là một thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang, là thành phố đảo cấp tỉnh đầu tiên ở Trung Quốc và nó nằm ở giao lộ của sông Dương Tử và biển Hoa Đông. Và Chusan có 1.390 hòn đảo với 270 km bờ biển nước sâu, dân số thường trú là hơn 1 triệu người. Và đây cũng là thành phố quần đảo lớn nhất và là thành phố cảng quan trọng nhất của Trung Quốc. Thì Chusan là khu vực mới cấp nhà nước thứ tư sau khu vực mới ở phố Đông Thượng Hải, khu vực mới Bình Hải Thiên Tân và khu vực mới ở Lương Giang Trùng Khánh. Và đây cũng là khu vực mới quốc gia đầu tiên tập trung vào kinh tế biển. Và gia đình cháu sắp sửa về đến khách sạn rồi. Gia đình cháu lựa chọn ở đảo Châu San là khách sạn Sheraton. Thì khách sạn này nằm trong trung tâm của thành phố nên là rất thuận tiện để đi lại đến các khu vui chơi hoặc là các cửa hàng quán ăn, các khu mua sắm v.v. Hôm nay nhà cháu ở là ở tầng 20. Cháu xin quay một phòng quanh phòng cho mọi người xem ạ. Vâng, chiếc phòng cũng hơi nhỏ nhắn xinh xắn. Bên trong đây là nhà tắm. Và vâng, và bên ngoài cho xem mọi người ban công bên ngoài. Phong cảnh ở bên ngoài ở tầng 20 nhìn rất là đẹp, bao quát và nhìn thẳng xuống dưới hồ bơi ạ. Và sau khi đến khách sạn, Violetta sẽ làm một bước, đó là ký xác nhận. Rồi xin mời. Rồi. Rồi con ký xác nhận đi. Rồi. Ký tên nhá. Ok. Wow. Con đang làm gì đấy? Wow. Con ký tên nhỉ? Ok. Bây giờ gia đình cháu sẽ xuống ăn tối, hẹn gặp lại các ông, các bà, các bác, các cô, các chú và các bạn thân mến ở video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn.